Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại khui một cái lô hàng mới cho cả nhà mình và cũng sẽ lên cho cả nhà mình với các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên các trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những mẫu mà còn nguyên zin chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Mọi người yêu thích cảm ơn sản phẩm nào thì các mọi người liên hệ đặt hàng theo số hotline của em, đó là số 0858585842 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Dạ vâng, và mọi người yêu thích về đồng hồ thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là bật phần chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng em với em trong suốt thời gian qua và cũng như là trong video ngày hôm nay. Thì không để mọi người đợi lâu nữa thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Thì với phiên bản đầu tiên ấy thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của The Clock House. Đây là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Nếu anh chị là một người đam mê về đồng hồ thì em nghĩ là mọi người rất là quen thuộc với cái thương hiệu này rồi. Nhưng mà cái thương hiệu này về thì thường là cái hộp của người ta chỉ làm hộp giấy thôi. Đó, vâng, tức là để kiểu dạng như là bảo vệ cho môi trường ấy. Đấy nhá, có thể tái tạo lại đúng không ạ? Đây, hộp của nó như vậy. Và đây các anh chị thấy này, một cái phiên bản đồng hồ rất đẹp, rất là mới luôn. Mọi người nhìn mặt đồng hồ này, đẹp chưa? Đó, color đúng không ạ? Đây, mẫu này thì nó có một cái thiết kế đó là cái form dáng hình của xoài, form dáng hình hồ xoài. Và tổng cộng của nó sẽ chạy đó là 6 kim nhá, một lịch này, ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, mọi người thấy là mặt bên trong này, màu xanh. Đem lau cái phần viền vỏ cho cả nhà mình cùng xem. Đấy nha, mặt bên trong màu xanh này. Và xanh thì cái đường vân của nó này, nó chính là cái đường vân ngang. Đấy chưa ạ, đó, đường vân của nó sẽ là đường vân ngang. Thì ở bên trong này này, thì nó sẽ lại có cái màu hồng nó, nhưng mà nó không phải là màu hồng hẳn đâu, mà nó sẽ màu giống như là màu của hoa 10 giờ ấy. Đấy, màu của hoa 10 giờ. Và ở đây là kim giờ này, kim phút này, kim giây này, đúng không ạ? Và khi em bấm này thì mọi người thấy là ở đây nó sẽ chiếc chronograph nhá, nó tính đến 1/10 của giây. Kim giây này nó chạy được gọi như là chạy hết một vòng được một giây thì kim giây này sẽ nhích một khớp. Đấy, kim này nó chạy hết được một vòng thì kim này nó sẽ nhích một khớp, đúng không ạ? Đây là thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ ở đây. Nhất là kim này chạy và sau đó đến kim này. Đó, tức là nó đo từng cái đơn vị nhỏ nhất một, đúng không ạ? Và đây là lịch này. Mặt đồng hồ phải nó thật sự cực kỳ là đẹp luôn nhá. Mọi người nhìn nhá. Đây, viền vỏ này. Đối với mẫu này thì cũng sẽ có dạ quang ở phần kim giờ và kim phút, nên là buổi tối là mình có thể quan sát giờ rất là dễ dàng. Đây là dây và đây là phần chốt khóa. Đó, dây chốt khóa của nó sẽ có nguyên zin. Và đây là đằng sau. Mẫu này thì rất là mới, gần như là chưa qua sử dụng luôn ấy ạ. Độ chống nước của nó sẽ là 33. Đây đằng sau đáy này thì nó cũng sẽ có các đường vân ok caro ấy. Đó, đây này, với cái tông màu đậm với cả các cái tông màu nhạt. Đây, form đẹp nhá. Nói chung là bản này trên tay thì không thể chê một điểm gì luôn. Size mặt ngang là size 37 và càng của nó sẽ là 48. Thép trắng nhá, thép trắng này. Đây mọi người thấy không? Như cổ tay của em là 16.5, đeo lên bàn tay bản này thực sự cực kỳ là mê luôn. Vì là cái màu này nó đẹp, màu này rất là đẹp luôn. Cái này mọi người vừa là có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều được này, kết hợp áo ấy các thứ cũng rất là dễ mà nó rất là nâng cái da của mình lên ấy. Kể cả như là các anh da mà kiểu ngăm ngăm đen đen ấy, mọi người vẫn đeo ok bởi vì nó là thép trắng. Đấy, kể cả da trắng nữa thì cái màu mặt của nó ấy, nó sẽ làm cho cái da của mình nó trắng lên. Đây mọi người có thể thấy là màu mặt rất là đẹp, đúng không ạ? Thép trắng, phay xước, rất là mới nhá, coi như là chưa qua sử dụng luôn ấy. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó chính là 1.800.000. Đó. Hộp của nó như vậy nhá mọi người nha. Hộp của nó về thì nó sẽ như vậy. Và ở mẫu này sẽ là ở mã hàng đầu tiên. Đấy, 1.800.000. Đấy, em để ngược mất. Và bản này sẽ ở mã của nó sẽ là ở mã 210. 1.800.000 mã 210. Đó. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 211. 211 thì em hình như hôm nay em để hơi nhiều màu xanh đúng không ạ? Toàn màu xanh thì phải. Tiếp tục em lên cho cả nhà mình nhá. Đó là ở mã 211 thì thôi em lên luôn một tiếp một cái màu xanh nữa đi. Để tiếp một cái màu xanh nữa. Màu xanh này là xanh của TikTok. Đó, và khi mà nhắc đến thương hiệu TikTok thì mọi người cũng đều biết rồi, đó là một cái thương hiệu mà ngày xưa nó là thương hiệu của Thụy và bây giờ thì hiện tại đang là của Nhật bởi vì nó đã bán lại cho Nhật rồi. Đấy nhá, ở bên trong gói hút đầm này có tiếng Nhật này, đúng không ạ? Đấy, rồi cái gói hút đầm này thì nó có rất là nhiều công dụng để nó hút cái không khí ẩm. Thì ở đây này là em về có nó về là full hộp. Dạ vâng, có giấy tờ đầy đủ nên là mọi người có thể mang đi tặng ở mẫu này cũng sẽ rất là ok. Đó, và đây sẽ là một cái mẫu mà phải nói thật sự với cả nhà mình rằng rất rất lâu rồi thì em mới đấu về lại được ở phiên bản này. Bởi vì nếu như mọi người mà đã có theo dõi em ấy từ những cái ngày đầu tiên mà em lên video ấy, hoặc là các anh chị là một người chốt ở mã hàng này thì mọi người cũng đều biết là nó phải lâu lắm rồi đúng không ạ?
Đấy, vâng, tức là phải cách đây phải không biết là bao nhiêu tháng rồi ấy, thì bắt đầu là em mới có cái mẫu này. Coi như là từ ngày đầu lần đầu tiên làm đồng hồ luôn. Đó. Thế là lúc đấy là vào gần như là đầu năm ấy, đầu năm. Đây nhá, thì mọi người lưu ý nhìn mẫu này cho em này. Cái bản này là bản 6 kim. Dạ vâng, nó cũng sẽ chạy trên Sonograph, trên 5 bấm giờ thể thao nhá. Đây là kim 24 giờ một ngày này. Đấy, kim giờ này, kim phút này, nó sẽ được cách điệu đi. Đấy, nhưng mà nó sẽ vẫn có các cái đường chỉ dạ quang. Cái này một lát nữa em sẽ soi dạ quang cho cả nhà mình cùng xem. Ở bên trong sẽ có thông số đó là ceramic benzen, tức là cái niềng này, nó sẽ là niềng đá ceramic. Thì cái niềng đá ceramic nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là thứ nhất là chống trầy chống xước tốt, thứ hai là có độ bóng sáng tốt, thứ ba là rất là dễ dàng vệ sinh. Cái này kể cả bị bẩn nhá, mình lấy khăn này mình lau đi này, mọi người đúng không ạ? Đấy là bắt đầu nó sẽ lại sáng, nó lại sạch luôn. Nó rất là hay như thế. Và đá ceramic này thì ở tất cả phần thông số này này, nó sẽ được khắc, chứ không phải là in hay là vẽ trên cái niềng đá ceramic đâu, nó sẽ được khắc. Và giữa cái phần kính, thường thì như mẫu khác thì nó sẽ là cái nó để một cái khoảng trống, đúng không ạ, ở giữa phần kính hoặc là cái phần niềng. Nhưng ở đây này nó còn có một cái đường zig zag ở đây nữa, đúng không ạ? Đây là một cái phần niềng. Đấy, niềng răng cưa đấy, nó nằm ở đây nên là nhìn trông nó tạo nên một cái nét gì đó trông nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, vâng, đây là chạy chức năng Sonograph. Mặt bên trong màu xanh, niềng đá ceramic xanh. Và em cho cả nhà mình xem, đó chính là cái phần dạ quang. Thì dạ quang thì nó sẽ có ở phần kim giờ và phần kim phút nha mọi người nhá. Đấy, dạ quang phần kim giờ kim phút. Đây là toàn bộ phần viền vỏ này, núm này, dây này, chốt khóa này, tech knot này, đấy chưa, sử dụng máy nhật này, dây này, mặt trước và đây mặt sau, nó sẽ có mã check của nó đi kèm. Và giá hãng của nó hiện tại đang là 38.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng 6-7 triệu. Đó, 6-7 triệu. Thì mọi người lưu ý một chút xíu đối với mẫu này này. Cái dây nhá, cái dây thì người ta thiết kế là dây như vậy. Là vào đây này, mọi người thấy là thiết kế các cái mắt dây này, này. Thấy chưa? Đấy. Là thiết kế cái dây như vậy để mà khi mọi người đeo lên tay nó sẽ ôm tay, chứ nó không phải là cái dây nó bị nhão hay bị nhũn đâu ạ. Đấy, bởi vì nó là bằng dây thép. Đây mọi người thấy này, đây là các cái mắt này, các cái khớp mắt này. Đấy, người ta thiết kế kiểu dạng dây như vậy nhá mọi người nhá. Đây này. Đó. Nên là khi mà mọi người đeo lên tay nó sẽ rất là ôm tay. Ở đây nó sẽ làm sáng bóng này, sau đó đường chỉ ở giữa này cũng là sáng bóng, nhưng nó lại có các cái đường chỉ nhỏ nhỏ răm răm ở đây. Em sẽ đo size mặt và em ướm thử lên tay cho cả nhà cùng xem. Size 41.3 và càng của nó sẽ là 50.1. Đây mọi người thấy không? Như của tay của em là 16.5 nhé. Bản này đeo tay cực kỳ đẹp luôn, bởi vì dây nó làm theo kiểu dạng dây cách điệu ấy. Cái này mọi người phải cắt bớt các cái mắt dây đi này. Đấy, thì khi đeo tay mọi người thấy ôm tay không ạ? Và nhìn các cái họa tiết ở trên dây ấy, đúng không ạ, với cả cái họa tiết ở cái đai một mặt này, thì khi đeo tay nhìn trông rất là sang. Cái này mọi người có thể là kết hợp đeo đi làm, đeo đi chơi thì đều sẽ rất là ok hết. Đó, đây là dây, chốt khóa nguyên zin, bản này mới nguyên zin cho qua sử dụng, giấy tờ đầy đủ. Và bản này em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.150.000. Dạ vâng, 2.150.000. Và mẫu này sẽ ở mã 2150, mã 211. Tiếp theo, di chuyển sang ở mã 212. Thì phiên bản 212 nhá, em sẽ lên 212 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái phiên bản cơ của Thụy đi. Đây là một phiên bản cơ của Thụy. Đó, bản cơ này là bản cơ của Swatch Swiss. Và như mọi người đều biết là Swatch Swiss nó là một cái gọi là tập đoàn rất là lớn, đúng không ạ? Và trong tập đoàn này thì bao gồm có 18 thương hiệu trực thuộc của tập đoàn. Với mẫu Swatch Swiss em có về ấy, đây là một cái mẫu mà nó sẽ làm theo phong cách skeleton. Tức là nó sẽ lấy cái bộ máy của nó để tạo thành đai của mặt đồng hồ. Và mọi người có thể quan sát được cả cái quá trình hoạt động của nó như thế nào. Và tất nhiên là với mẫu này thì nó sẽ sử dụng, đó là máy của Thụy Sĩ rồi. Ở dưới này nhá, mọi người thấy là nó có một cái ổ chữ cót, đúng không ạ? Khi mà em lấy cót này, mọi người thấy không ạ? Đấy, các cái bánh răng này hay là các cái vòng tròi cót của nó sẽ cuộn lại. Bản thân của mẫu này là bản cơ auto, nhưng mà nó vẫn có cả trợ cót tay đi kèm. Đấy, thì để ví dụ như mọi người mà hôm nay mình đeo vào mẫu này, xong hôm sau mình đeo sang bản khác ấy, thì mình lên thêm cót tay cho nó, để khi mà mình quay trở lại thì mình không cần phải lấy lại giờ nữa. Nó rất là tiện như vậy, đúng không ạ? Và đây là dòng chữ Swatch sẽ được khắc ở cạnh viền ở bên ngoài này. Đó, đây là phong cách skeleton, mọi người thấy không ạ? Các cái chi tiết bên trong chạy rất là đẹp. Đây nhá. Đây. Và với các cái phiên bản mà lộ cơ ấy, nó lộ toàn bộ như này này. Nó giống như một cái thế giới thu nhỏ trên cổ tay của mình luôn ấy. Nhiều khi ví dụ mình đeo lên tay như thế này, đúng không ạ? Hoặc là mình ngồi mình làm gì đó, đôi khi mình ngắm nhìn cái sự chuyển động ở phía bên trong này này, nó lại có rất nhiều các cái hay khi mà chơi sang dòng cơ. Và mỗi một cái dòng nó lại có một cái hay riêng. Ví dụ như dòng pin nó lại có một cái ưu điểm riêng của dòng pin, nhưng dòng cơ thì nó lại có rất là hay. Vì dòng cơ thì khi mà mình nhìn, mình ngắm đến từng các cái chi tiết, từng cái sự chuyển động ấy, nó có một cái gì đó, nó kiểu dạng như cần cái sự cảm giác, nó có cái sự yên tĩnh lại ấy. Đấy đúng không ạ? Đây này. Đó,
viền nhá, núm này, mặt trước này và đây là mặt sau. Đó, đây switch này, đúng không ạ? 21 chân kính 21 Jewel. Thì với cái phiên bản này thì ở đây nó có tất cả thông số ở đằng sau đáy. Máy của nó sẽ là máy của Thụy Sĩ, 21 chân kính. Đó, và thời gian tích cóp của nó cũng sẽ lên đến là 39 tiếng. Đây ạ, tất cả cái phần viền này, vỏ này, lộ cơ toàn bộ luôn nhá. Dây da đẹp này. Tất nhiên đối với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới còn rất là cao. Và người ta sử dụng thì cũng sử dụng ít thôi. Bởi vì mọi người nhìn cái màu dây, cái màu dây này thì nếu như mà người ta sử dụng nhiều ấy thì nó sẽ lên cái kiểu dạng như là bị dính mồ hôi vào, nó bị lên chai nhiều lắm. Nhưng ở đây thì nó cũng chỉ có một vài các cái vết theo màu thời gian thôi. Đó, tức là người ta sử dụng ít lần thôi chứ cũng không sử dụng nhiều lần. Đấy nhá, đây là viền này. Bạn này thì chỉ dành riêng cho anh nam tay vừa và nhỏ thôi. Anh nam tay to không đeo được, size 37. Và càng của nó sẽ là 42.7. Đây như cổ tay của em nhá, tay của em này là 16.5 này, là em đeo vừa luôn. Đó, thì các anh nam nào có cổ tay 16.5 như tem hoặc là thấp hơn thì mọi người sẽ đeo ok. Thì ở bản này là phiên bản máy chuẩn của Thụy Sĩ và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.500.000. Dạ vâng, 3.500.000, 3.500.000. Đây là dây này, khóa này. Đây mọi người thấy dây không ạ? Đấy, cái chất dây của nó dây xịn luôn đấy ạ. Đây, squat. Dạ vâng, 3.500.000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 212, 3.500.000 mã 212. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 213. Thì phiên bản 213 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu này đi. Đây là mẫu của Citizen. Dạ vâng, đây là bản của Citizen. Cái bản Citizen này thì em có về là full hộp này, nó có giấy tờ đầy đủ ở phía bên trong. Đó, và mẫu Citizen này thì phải nói thật sự rất đẹp và về là mới nguyên zin, chưa qua sử dụng nha mọi người nhé. Em sẽ lau qua cái phần viền này cho nó đỡ bụi một chút xíu này. Đây mọi người nhìn nhá. Đây là mẫu Citizen Eco Dry, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đó, và ở đây thì nó có một cái kim xăng. Đây là cái kim kiểu dạng như là kim báo năng lượng ý. Đấy, cái này thì khi mà mọi người mang đi phơi nắng chiếu đèn ý, nói chung là thường thì theo các khuyến nghị của nhà sản xuất thì thường là mọi người sử dụng khoảng độ 5 đến 7 ngày. Tầm 5 đến 7 ngày thì mọi người mang đi phơi nắng hoặc chiếu đèn, dao động khoảng độ tầm 3 cho đến 4 tiếng gì đó. Thì cái pin ý nó sẽ lại sạc năng lượng vào, đúng không ạ? Và nó bắt đầu nó sẽ lại tiếp tục. Đấy, tiếp tục mà nó sẽ đẩy cái năng lượng nó dịch lên trên phía trên này này. Đó, tức là cái năng lượng luôn luôn được sạc ấy. Thấy nhá. Đó, mặt đồng hồ này rất là đẹp đúng không ạ? Và nó có cả kim báo xăng. Đấy, tức là kim báo năng lượng luôn. Nên là mình rất là chủ động ở trong các cái phần năng lượng của nó. Phía bên trong này thì mặt của nó sẽ có cái đường trải vân và nó sẽ trải từ trên này trải xuống này. Ô cửa sổ lịch thì ở vị trí đó là vị trí góc 3 giờ. Mọi người thấy là lịch của nó sẽ hơi nhấp nhô ở đây đúng không ạ? Nó không phải bị hỏng lịch đâu ạ. Và khi em rút núm ra cho cả nhà mình cùng xem nhá. Em rút núm này, em xoay này thì mọi người thấy lịch vẫn đang dịch chuyển đúng không ạ? Đấy, và qua 12 giờ thì bắt đầu là sẽ nhảy sang ngày mới rồi. Đấy, thì bởi vì là do là thời điểm lúc vừa rồi là nó đang chuẩn bị nhảy sang ngày mới nên là các bánh răng lịch ở bên trong bộ máy nó phải dịch chuyển dần dần. Đó, cọc số này. Đó, cọc số học trò nhá. Đẹp này, đúng không ạ? Kết hợp với cả cọc vạch này, mặt đồng hồ. Ở mẫu này thì cũng sẽ có dạ quang ở phần kim giờ và phần kim phút. Chi tiết niềng. Niềng của nó này, sáng bóng, đúng không ạ? Và được mạ vàng. Đây là núm. Thấy chưa? Mặt trước và đây mặt sau. Đây cũng sẽ là một cái mẫu của dòng Eco Dry, tức là sử dụng pin năng lượng đấy. Đấy, thì như em đã có chia sẻ đó là nó sẽ có kim xăng, kim báo năng lượng ở đây. Đó nhá, đây đằng sau này, Japan Mode này, Citizen Quad này. Đó, đâu nhỉ? Đây, độ chống nước của nó sẽ là 13 này. Tức là mọi người sử dụng rửa tay đi mưa này. Size dây 22, dây nguyên zin. Mẫu này thì mới nguyên zin chưa đeo luôn. Đấy, dây rất là đẹp, rất là xịn. Đây mọi người thấy không ạ? Nó không phải là dây màu đen đâu nhá mọi người nha. Nhìn trên video thì mọi người sẽ thấy là dây nó hơi màu đen, nhưng ở bên ngoài thì nó sẽ là cái tông màu nâu đậm ý. Đấy, tông màu nâu đậm. Ở bản này thì em sẽ đo luôn cho cả nhà mình với size mặt đó là size 42.4 và càng của nó sẽ là 48. Đấy, đây. Hai cái đầu dây này được chốt khóa ở đây này, bởi vì dây nó giống như dây khâu tay ý. Nên mọi người đeo tay này, mẫu này rất là dễ đeo, vừa đẹp này, vừa sang, vừa thanh lịch. Đấy, và rất là dễ nhìn giờ. Đấy, dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nhá. Ở bản này thì em cũng check luôn cho cả nhà mình. Mọi người có thể là check theo hình ảnh, hoặc là mọi người có thể check theo cái mã đằng sau đáy của nó thì cũng sẽ ra. Để em check luôn cho cả nhà mình à. Đây. Đây là đồng hồ nam Eco Dry, đúng không ạ? Đây là mã của nó này. Đó. Ở đây thì đang có giá hãng đang là 6.874. Rồi thôi mình cứ tính tròn là 6.8 và sale đi thì vẫn còn khoảng độ 5.7. Đấy, đây là bản của Eco Dry, đây các anh chị có thể thấy là dây này, viền này.
đúng không ạ, cạnh này đó đấy nhá. Và mẫu này thì em đấu về cho cả nhà mình là mới nguyên zin, chưa qua sử dụng, rất là đẹp. Và bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 3,5 triệu, đúng không, 3,5 triệu. Mẫu này sẽ ở mã 213, mã 213 Eco Dry. Được cái là ít khi dòng nào mà nó có cái dòng Eco Dry mà nó có cái kim xăng này lắm, thực sự luôn ạ, rất là ít khi các cái dòng mà nó có kim xăng. Vì thường thì Eco Dry nó chỉ gọi là ở các cái kim hay các cái chức năng bình thường bên trong thôi, đúng không ạ? Nhưng riêng cái mẫu này thì nó lại có cả cái kim báo cót, tức là em nhầm, xin lỗi, kim báo năng lượng, kim báo năng lượng. Tiếp theo sang ở mã 214 nhé. 214 thì em sẽ lên cho cả nhà mình tiếp theo một cái mẫu cơ nữa đi, một cái phiên bản siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Thì đây chính là một cái mẫu cơ của Orient. Đây, cũng là một cái mẫu dây da nữa. Dạ vâng. Nhưng mà mẫu cơ này thì bản này là cũng mới nguyên zin, và bản này thì giấy tờ sổ thẻ của nó sẽ có đầy đủ. Bản này đẹp mê ly luôn. Cái này mọi người, kể cả mọi người mang đi tặng nhé, cũng sẽ rất là ok. Đây mọi người nhìn này, thấy chưa? Đó, Orient Automatic nhá. Mẫu này thì em để em xem, thôi nó rơi mất một cái tem của nó rồi. Nó có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Đấy, nó có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Màu mặt bên trong của nó thì màu trắng, nhưng mà nó không phải là màu trắng kiểu dạng trắng toát đâu. Đó, nó không phải màu trắng kiểu dạng trắng toát, mà nó sẽ là trắng theo kiểu dạng như là màu hơi trắng trắng sữa sữa một chút xíu ấy ạ. Đấy, Orient Automatic có trợ có tay đi kèm. Kim của nó sẽ là kim dây rốn này, ở vị trí góc 6 giờ, một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Cọc số thì vừa là cọc số học trò, vừa kết hợp với cả cọc vạch ở đây nhá. Toàn bộ phần viền này, vỏ thì đều được làm bằng chất thép không gì bằng 16, tức là vừa làm sáng bóng vừa làm phay xước, nó sẽ kết hợp với nhau. Đấy, đây là một cái bản made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật. Đằng sau đáy này, đây ạ, made in Japan này. Đây là các cái mã của nó này. Đó, đây, độ chống nước water resistant này, rồi là stainless steel. Mọi người có thể thấy là bên trong sử dụng bộ máy của nó, đó chính là bộ máy F6222 Orient 24 Dwell 24 chân kính. Thấy chưa? Đấy, 24 chân kính. Và với cái bộ máy 24 chân kính này thì nó sẽ có cái thời gian tích cóp của nó rất là tốt, cũng như là cái độ chuẩn chính xác giờ của nó rất là cao. Đấy nhá, nó có một cái tem made in Japan ở đây này, bởi vì người ta để ở cái phần dây này, nên ra nó sẽ hay bị tuột hay bị rơi. Dây này chốt khóa nguyên zin nhá. Đây mọi người nhìn cái chất dây đẹp chưa ạ? Màu nâu, nhưng mà cái màu nâu này nó không phải là cái màu nâu theo cái kiểu dạng như là màu nâu nâu ấy đâu, mà nó sẽ màu nâu xem kiểu dạng màu đỏ, màu nâu của, cái gọi là màu gì nhỉ, màu của rượu vang ấy. Đấy, đây mọi người nhìn này, dây da rất đẹp luôn. Nếu mà mọi người chuyên về các cái đồ da thì chắc chắn là các chị nhìn sẽ thấy là với cái bộ chân dây da này, cái là cực kỳ là chất dây da xịn. Ở đây sẽ có giá hãng của nó đây, đúng không ạ, đây là 35.200 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng 6-7 triệu. Nó phải rơi tầm khoảng độ hơn 7 triệu một chút xíu rồi đấy ạ. Và rơi tầm khoảng độ hơn 7 triệu một chút xíu rồi. Đấy, và kể cả có sale đấy, đây là sale nhá. Giá sale thì nó sẽ là 6-7 triệu. Đấy, sale là 6-7 triệu. Còn nếu mà để mà giá hãng của nó thì nó rơi tầm hơn 7 triệu chút. Thấy chưa? Orient rất là đẹp. Đây là mẫu cơ tự động và có trợ có tay đi kèm. Mới nguyên zin, chưa qua sử dụng nhá. Mẫu này thì đang có size mặt đó là size 40.2. Một cái size rất là lý tưởng đúng không ạ? Và càng của nó sẽ là 46.2. Đây như cổ tay của em này. Cái mẫu này thì thiên về cái gọi là cái sự thanh lịch. Mọi người có thể là kết hợp áo sơ mi, áo phông cũng đều được. Nhưng mà thường thì mẫu này sẽ chủ yếu là mình kết hợp áo sơ mi thì nó sẽ đẹp hơn. Tức là gần như là kiểu dạng phiên bản mà direct watt ấy, cho văn phòng. Đó. Ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ra là 4,5 triệu, 4,5 triệu full hộp nhá. Nên là cái này mọi người có thể mang đi tặng sẽ rất là ok. Và mẫu này sẽ ở mã 214. 214, em xin phép là úp cái này xuống bởi vì là nó sẽ bị che mất cái đằng sau. Dạ vâng, đây là ở mã 214 này. Tiếp theo sang ở mã 215. Thì phiên bản 215 thì em tiếp tục lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của, đây là của Morosecandi. Đó, ở bản này em có về là cũng là full hộp, cũng có giấy tờ đầy đủ ở phía bên trong. Thì cái thương hiệu Morosecandi thì nó là một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng đến từ đất nước Ý. Đặc biệt là ở bản này thì nó sẽ có một cái form của nó, đó chính là form của dòng Hublot. Đấy, form của dòng Hublot nhá. Nên là nó có các cái thiết kế đó là hai cái tai ngoài phía ngoài này này. Đấy, Morosecandi 3 kim nhá. Solar, và nó sẽ sử dụng đó là pin năng lượng.
thì trong một cái phiên bản đó chính là phiên bản của Morosegadi này, thì gần như nó hội tụ toàn bộ đó là các những cái điểm mà xuất sắc nhất. Thứ nhất đó là ở đây đó là gì ạ? Đó là solar, tức là pin năng lượng là một này. Thứ hai nữa đó là mặt của nó sẽ là mặt khảm, khảm xà cừ. Đó, mặt khảm xà cừ này. Thứ ba nữa đó là chính là nó sẽ sử dụng đó chính là chất liệu đá ceramic. Dạ vâng, cái chất liệu đá ceramic nhưng ở mẫu này nó sẽ là đá ceramic trắng chứ không phải ceramic đen giống như các mẫu khác. Đúng không ạ? Đây là chất liệu đá ceramic trắng. Thì cái đá ceramic trắng nó đã cực kỳ rất là hiếm rồi và giá thành của nó khá là cao. Thì đối với các cái mẫu Morosegadi thì thường ấy là sẽ có giá nó sẽ dao động vào rơi vào tầm khoảng độ hơn 80.000 yên. Nếu mọi người mà xem đến các cái mẫu Morosegadi mà em có thi thoảng lên video cho cả nhà mình như mẫu khác ấy, thì mọi người sẽ biết là giá hãng của nó khá cao, đa số toàn bộ là hơn 80.000 yên cơ, 82 80 mấy nghìn yên cơ, tức là tương đương với khoảng 16 17 triệu. Đấy, bởi vì đây là thương hiệu dòng luxury và tức là người ta tuyển chọn những cái gì mà tốt nhất để thể hiện ở trong một cái phiên bản đó và người ta hướng đến đó là cái gọi là cái phân khúc khách hàng mà kiểu như là cao cấp, đúng không ạ? Đó, đây mọi người thấy này, phía bên trong này, kim này, cọc số này. Phía bên trên này thông số của nó sẽ được khắc nổi lên phía bên trên. Núm nhá, và đây là mặt trước mặt sau. Đó, độ chống nước là 10 ATM ạ, tức là mọi người sử dụng rửa tay đi mưa. Cái đá ceramic này nó lúc nào nó cũng sáng nó cũng đẹp, kể cả mọi người đeo một thời gian, đeo lâu đi chăng nữa nhá, thì cái này nó không chảy xước này. Thứ hai nữa là rất là dễ dàng vệ sinh, nên mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, cái mẫu này thì thực sự ra là cũng đã qua sử dụng rồi chứ không phải là mới nguyên zin 100%, nhưng mọi người thấy là độ mới còn rất là cao luôn. Đấy, dây này. Thấy chưa ạ? Bàn này thì em sẽ đo phía bên trong lòng này nhá. Lòng này của nó thì nó sẽ là 40. Đấy, trong lòng của nó sẽ là 40. Còn ở ngoài này của nó sẽ là 44.6. Đấy, như cổ tay của em là 16.5. Thì cái này thì các anh nam có cổ tay khoảng độ 17 năm đổ lên thì sẽ đẹp nhất. Đó, mặt khảm xà cừ. Thấy chưa? Em rất là thích khảm bởi vì là mỗi một khảm ấy, bản khảm ấy, nó lại có một cái ánh khảm riêng. Nó chả bản nào nó giống bản nào cả. Thấy chưa? Đây là viền, dây. Dạ vâng, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở bàn này đó chính là 2.850.000. Đó, 2.850.000 nhá. Mẫu này sẽ ở phiên bản ở mã của nó sẽ là ở mã 215. Đó, ở mã 215. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 216. Thì ở phiên bản 216 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu của Burberry. Đây là phiên bản của Burberry. Đó, đây mọi người thấy không ạ? Đây, thương hiệu đến từ Anh Quốc và cũng là một cái thương hiệu mà giúp cho Anh Quốc trở thành kinh đô thời trang thế giới. Đấy, một trong các kinh đô thời trang thế giới. Với phiên bản này thì nó là một cái hiểu nôm na rằng là một cái bản đời đầu ấy ạ. Dạ vâng. Tức là gần như là từ những cái thời trước rồi và cho đến hiện tại bây giờ thì cái mẫu Burberry này người ta không còn sản xuất lại nữa đâu. Nên là khi mà mình chơi ở trong các hàng si này nó rất là hay. Đó là mình có thể sưu tập được những cái mẫu đồng hồ mà tức là người ta đã sản xuất một thời và bây giờ thì người ta không sản xuất lại nữa ấy. Đấy thì mình có thể sưu tập lại những cái mẫu mà thời trước đó. Đấy nhá. Thì đây là một cái phiên bản Burberry 3 kim và nó chạy kim rốn ở vị trí góc 6 giờ. Swiss made, máy của nó sẽ là sử dụng máy của Thụy Sĩ. Đó, kim rốn và form của nó sẽ là form hình chữ nhật. Thì đối với mẫu này này thì em rất là thích bởi vì là nó không chỉ dừng lại ở cái việc đó là cái form hình chữ nhật, form dáng vuông tanh này mà nó có hai càng hai bên. Đấy, hai càng hai bên này rất là linh động nhá. Dạ vâng, rất là linh động. Thì ví dụ như là khi mà tay nhỏ nhỏ như tay em này, mọi người đúng không ạ? Đấy, thì cái càng này này, bởi vì càng này nó sẽ ôm theo cổ tay thì nó sẽ nhỏ như vậy này. Mọi người đúng không ạ? Nó rất là vừa, nó vẫn vừa. Đấy, nhưng mà ví dụ như là tay anh chị nào mà to hơn chút xíu nhá, em để dịch lên trên này một chút xíu này. Không ai đeo lên trên này cả đâu ạ, nhưng mà đây là ví dụ như là tay to ấy ạ. Đấy đúng không ạ, tay to thì mọi người thấy không ạ? Đấy, nó cũng sẽ lại ôm vào. Đấy nhá, nó cũng sẽ lại ôm vào như vậy. Tức là gần như là cái phần khớp này này nó sẽ linh hoạt theo cái chu vi vòng tay của mình. Đấy, nó sẽ linh hoạt theo. Mặt đồng hồ thì đẹp, nó không phải là màu trắng. Nó cũng không phải là màu trắng sữa đâu ạ, nó sẽ hơi ghi xám nhưng mà nó không ghi xám nhạt lắm, màu rất là đẹp luôn. Đây là núm ạ và đây là mặt trước mặt sau. Độ chống nước là 30m tương đương với cả 100 feet nhá. Swiss made, máy Thụy Sĩ. Đây là mã chất của nó sẽ là BU1101 Burberry và đây là biểu tượng logo của hình kỵ sĩ đang ngồi trong một cái đang ngồi trên chú ngựa. Nhớ dạ, đấy là một cái biểu tượng mà xuyên suốt ở trong các cái monogram của Burberry. Và đây là dây và đây là phần chốt khóa. Đấy, đây, monogram của nó sẽ là các hình ô kẻ caro này. Cái dây của nó cũng thế luôn này. Cái dây này là dây da xịn luôn nhá mọi người nhá. Em thì không biết cái chất dây của nó là dây da của dây da gì, nhưng mà
Cái dây nó xịn lắm, nên mọi người nhìn này. Vì là Burberry này thì người ta biết đến rất là nước hoa này, đồ da này, quần áo này, đúng không ạ? Giày dép này cũng có. Đấy, có rất là nhiều, nên là các cái đồ da da của người ta này rất là xịn, rất là đẹp. Ở mẫu này thì cũng chưa biết đo như thế nào, size 24.8 ạ. Càng thì em cứ tính rộng ra ngoài phía dưới nhá. Đó là 50.5. Đấy mọi người thấy không? Rất là dễ đeo. Cái này thì ai cũng đeo được hết, bởi vì càng đến nó là càng linh động. Ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình rất là 2.7. 2.700.000, và mẫu này sẽ ở mã 216, 2.7 mã 216. Tiếp theo sang ở mã 217. 217 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Moss. Cái phiên bản Moss này thì em cũng chia sẻ một chút xíu này, là bản này thì em cũng có về hộp, có giấy tờ, có thẻ tác của nó đầy đủ. Và giá hãng của nó khá là cao nhá, nó cũng phải hơn 100.000 yên ấy. Không hề rẻ một chút nào cả. Nhưng ở cái bản này thì cái dây nó sẽ hơi ngắn. Mẫu thì đẹp, form của nó là form của Rolex, nhưng mà người chủ cũ là người ta cũng đã cắt dây đi rồi. Đấy, nên là dây nó sẽ hơi ngắn một chút nhá. Nên mọi người nhớ lưu ý giúp em về những cái mẫu nào mà đã qua sử dụng rồi là em có báo size dây đấy ạ. Thì mọi người nhớ lưu ý giúp em. Đây, Moss mặt vàng nhá, 6 kim này, chronograph, cũng chạy kim 24 giờ một ngày. Thấy chưa? Đúng của nó cũng sẽ là sử dụng đúng gen này. Đấy, ba cái đúng này đều là ba đúng gen hết nhá. Đó, đây là mặt trước này và đây mặt sau. À không, cái đúng giữa này là gen thôi. Còn đúng này là đúng bình thường, đúng ấn. Đó, đây, độ chống nước là 10 ATM, mã MA2113. Dây thép này. Tất nhiên với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi và người ta cũng đã cắt dây rồi. Đấy, nên là ở mẫu này thì do nó dây ngắn nên là em cũng sẽ coi như là sale luôn cho cả nhà mình luôn, size 38. Và càng của nó sẽ là 46.5. Đây, form của Rolex Daytona đấy. Bản này thì nay chỉ còn như em là 16 năm là em thấy là nó cũng hơi lỏng một tí thôi. Nếu mà tay 17 thì cố đeo thì cái mẫu này chỉ dành đến là cho tay 17 đổ xuống thôi ạ. Dạ vâng, từ tay 17 đổ xuống nhá, 17 năm không đeo được. Cái này là 17 năm, à 17. Cái này là cho tay 17 nốt. Thấy chưa? Dạ vâng. Thì với phiên bản này thì full hộp này. Đó, đúng không ạ? Hộp này. Bản này thì thôi em cũng sale cho cả nhà mình đó là còn 1.650.000. 1.650 nhá. Đó, 1.650. Bản này sẽ ở mã 217. Tiếp theo sang ở mã 218. Thì phiên bản 218 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Citizen. Đây đây. Và Citizen này em cũng có đấu về là full hộp, cũng sổ thẻ của nó có đầy đủ. Nó còn một cái quyển sổ của nó nữa cơ. Thì khi mà gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ gửi đầy đủ cho cả nhà mình nhá. Đây, nó còn nguyên cả siêu mặt, thôi em không bóc ra nữa. Bản này nó chỉ sử dụng 2 kim thôi và cũng là phiên bản của dòng Eco Dry, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đó, cái kim này. Đấy, khi mà mọi người xoay này. Thấy chưa? Đấy là nó sẽ nhảy sang ngày mới nhá. Thấy chưa? Đó, mặt đồng hồ đẹp này và nó rất là mỏng. Mặt trước này, mặt sau. Đó, đặc biệt là mẫu này còn sử dụng kính sapphire nữa cơ. Đây là một cái điểm cộng tuyệt đối cho phiên bản này, để nó giúp cho cái đồng hồ của mình chống trầy chống xước. Sử dụng máy của nó là máy Nhật. Đó, đây là cái mã của nó đi kèm, đúng không ạ? Eco Dry, pin năng lượng mặt trời, dây nguyên zin. Mẫu này thì không thể chê một điểm gì rồi, đúng không ạ? Mới nguyên zin chưa qua sử dụng. Với bản này thì tag mark đầy đủ và size mặt là size 38. Càng của nó sẽ là 44. Và độ mỏng của mẫu này sẽ là 6.8. Rất mỏng và dây gọi là dây lụa, nên là mình có thể dịch chuyển theo đúng cái size tay của mình nhá. Đến đâu thì mình dịch chuyển đến đó thôi. Cái này thì đơn giản, thanh lịch. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 2.1, 2.100.000. Và mẫu này sẽ ở mã 218. Cái này mọi người có thể mang đi tặng được nhá, bởi vì bản này còn mới nguyên zin, đúng không ạ? Full hộp đầy đủ luôn. Tiếp theo sang ở mã 219 ạ. 219 thì đem lên cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là bản của Savatomara. Bản này thì thực sự với cả nhà mình là nếu như mọi người mà xem video của em thì mọi người cũng biết là em cũng có về rất nhiều với các mẫu Savator. Nhưng mà các bản Savator nó lại là các bản kiểu dạng form tròn, cũng 6 kim nhưng mà nó lại kiểu khác cơ, đúng không ạ? Nhưng ở đối với mẫu Savator này thì đây là một cái bản 6 kim và nó có một cái thiết kế hình mặt đa giác ở phía bên trong. Một ô của sổ lịch ở vị trí góc 4.5 giờ, kim 24 giờ một ngày, kim dây sẽ chốt non chronograph, đúng không ạ? Và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Mặt này nó thấp xuống một tông nền ở phía dưới này. Đấy, phía bên trên này thì cái màu của nó sẽ là tông nền xanh, đúng không ạ? Và cọc số sẽ là tông màu vàng. Đấy, trên niềng này của nó sẽ là thép trắng. Đấy, cạnh sườn này thì nó sẽ là màu vàng, đúng không ạ? Một cái thiết kế màu của nó đan xen vào với nhau. Nó cảm giác nó giống như là kiểu dạng như là
nó hơi đối lập đối nghịch đúng không ạ, cảm giác không tương đồng, nhưng mà khi mà người ta kết hợp vào ấy nhìn trông lại rất là đẹp, rất là hài hòa. Đấy nhá, đây là viền này, núm này, mặt trước này, mặt sau đó, thương hiệu của Ý, máy sử dụng máy Nhật, tất nhiên mẫu này đã qua sử dụng nên là đằng sau đáy thì cũng có xuất hiện một vài vết xước răm nhẹ. Cái này thì mọi người nhìn ngoái thì nó sẽ bị mờ hơn, còn ở trên video này thì em chiếu thẳng đèn vào thì mọi người sẽ thấy rõ hơn thôi, chứ còn nhìn ngoài nó sẽ mờ hơn, với cả nó nằm ở trong cổ tay của mình thì nó cũng không đáng kể, đúng không ạ? Và đây là dây đó, dây này, chốt khóa này, nguyên zin, dây da, và này màu xanh đẹp lắm nhá, hiếm thì có một cái bản nào mà nó có cái màu xanh đẹp như thế này luôn ý, ở trong các cái bản của Salvator sau 40.5, và càng của nó sẽ là 47.6. Đó, như cổ tay của em là 16.5 này, mọi người thấy không? Rất đẹp. Đó, mặt hình đa giác. Bản này em đang để cho cả nhà mình, bản này đó là 1750, 1.750.000, mã 219. Và tiếp theo, mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì sẽ là phiên bản full hộp. Mẫu này là phiên bản của gì đấy ạ? Của Komono. Dạ vâng, đây là một cái phiên bản nội địa của Nhật. Đấy, nó có tag mác, giấy tờ của nó đi kèm đầy đủ. Đấy chợ sổ này, đầy đủ luôn. Cái thương hiệu này hình như là người ta còn chuyên cả về bán, người ta bán cả kính này. Đó, người ta bán cả kính này, đồng hồ này. Đấy chợ Komono, đầy đủ nhá. Thương hiệu nội địa, mẫu này thì mới, nguyên zin luôn đấy ạ. Đây này mọi người thấy này, còn nguyên cả siêu mặt luôn. Đó. À, với bản Komono này thì nó có thiết kế đơn giản thôi, mặt bên trong trải vân này, nên nó hơi bị bụi thôi nhá, lau đi là sạch thôi ạ. Đó, ba kim, mặt trải vân, đúng không ạ, logo biểu tượng của Komono, viền này, cạnh này, núm ở vị trí góc 4 giờ. Đây, nó bị bẩn này. Em lau đi cho cả nhà mình nhá. Đấy, lau đi thêm một chút nữa thì nó mới sạch được. Cái này thì em sẽ lau vệ sinh lại cho cả nhà mình trước khi là gửi hàng, thế cho nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đấy, viền này, dây này, dây cũng là dây lụa luôn, nên mọi người đẩy cái chốt này lên theo đúng cái size tay của mình, đến đâu thì mình chỉ chuyển đến đó thôi, là rất là tiện. Size 36 á, và càng của nó sẽ là 44. Cái này thì cho các chị nào mà nữ tay vừa và hơi to giống như tay em ý, là mọi người sẽ đeo ok. Đó, ở bàn này thì em đang để cho cả nhà mình là 1450 full hộp nhá mọi người nhá, 1.450.000. Và mã này sẽ ở mã 220 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì vừa rồi thì em có gửi đến cho cả nhà mình đó là các cái phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật và Thụy Sĩ, và đều được đấu giá trên các trang Nhật. Thì mọi người có yêu thích cả mã sản phẩm nào thì các anh chị liên hệ theo số hotline của em và cũng là số Zalo, đó là số 0858589Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi video này, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé, để có thể liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em. Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ.